Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết nông vụ trên kênh VTC16. Thưa quý vị, bệnh hoại tử gan tụy trên tôm hay còn gọi là hội chứng tôm chết sớm với dấu hiệu nhận biết là những con tôm bỗng ngừng ăn, bơi chậm, màu nhợt nhạt, gan tụy mềm, dễ vỡ, sưng to, đổi màu và chết. Bệnh hoại tử gan tụy thường xảy ra vào mùa mưa nhiều hơn mùa nắng và thường xảy ra trong những tháng đầu thả tôm. Tôm lúc này còn nhỏ, các bộ phận chưa phát triển lớn nên rất khó phát hiện bệnh bằng mắt thường. Cho đến nay, bệnh hoại tử gan tụy cấp tính ở tôm vẫn là cơn ác mộng đối với những người nuôi tôm trên khắp thế giới. Việc điều trị sau khi tôm đã xuất hiện bệnh là rất khó, do tôm không có hệ miễn dịch đặc biệt và tôm bỏ ăn sau khi nhiễm bệnh, nên bà con cần quản lý chặt môi trường và con giống ngay từ đầu vụ. Cụ thể, các chuyên gia thủy sản khuyến cáo bà con đối với những hộ đang có nuôi tôm ở trong ao cần theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tôm nuôi, thường xuyên kiểm tra các yếu tố thủy lý, thủy hóa trong ao, bổ sung thêm vitamin và khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho tôm nuôi. Dùng lưới rào chắn quanh ao, giải vôi quanh bờ để ngăn chặn các loài giáp xác mang mầm bệnh vào ao, xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi. Dùng hóa chất chlorine xử lý tiêu độc các ao nuôi tôm bị bệnh, khống chế không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Các hộ có tôm bị bệnh chết cần vệ sinh ao nuôi thật kỹ trước khi thả nuôi lại. Tiếp tục với thông tin thời tiết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của phía Bắc và Giải Bắc hội tụ nhiệt đới kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong hôm nay, thành phố Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Mưa dông xảy ra sau một ngày nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Lượng mưa toàn miền phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm. Nhiệt độ các tỉnh thành dao động quanh ngưỡng 31 đến 34 độ. Tại Trung Bộ, do tác động của giải hội tụ có trục vắt ngang qua khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, nên trong hôm nay, cả hai khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, có nơi trên 250 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Để phòng mưa lớn với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Xa hơn, các tỉnh thành phía Nam do tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên trong cả Tây Nguyên, Nam Bộ, mưa sẽ gia tăng cả về diện và lượng. Đi kèm nguy cơ sạt lở đất, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nên nhiệt độ khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ và từ 30 đến 33 độ tại khu vực Nam Bộ. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng trong cả nước vào ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.